kích hoạt, ngon thôi. Oh, perfect luôn. Ôi siêu ơi, thể chọn đời đây rồi. Ta nhận luôn. Ui, perfect, không cần phải làm một xu đâu cả. Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Bạn làm về cái chuyển thế tu lại đi bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ vào con ác của mình. Và anh em biết là ác gì không? Đây chính là con ác bổ củi anh em nhá. Oh my god, khi mà mình đã tặng cho ông bạn của mình thì hai tuần nay luôn. Ông đấy kiểu bận làm thúy má gì đấy, không vào được game. Thế bảo là thế thì để em vào em làm quả content là chuyển thế tu lại vì có một bạn hỏi. Ok luôn. Thì đây, chuyển thế tu lại nó nằm ở góc này nhá. Thì đây là mình tạo nhân vật ở server mới anh em nhá. Thì anh em có thể hiểu nôm na là trên cùng một cái tài khoản. Đấy, tài khoản game của anh em nhá, tài khoản game Fantap. Anh em đã từng tạo nhân vật rồi, ví dụ như mình ở đây, ấn vào liên kết nhân vật này. Anh em thể nhìn thấy con ác bổ củi của mình chưa? Trời ơi nhớ quá. Bao nhiêu kỷ niệm với con ác này. Oh my goodness. Cho mình bao nhiêu là content. Ok. Đấy, thì anh em thể nhìn thấy nhá, nếu như mà mình đã tạo con ác ở đây rồi thì anh em phải đạt được một cái điều kiện là gì? Đây, con ác bổ củi này của mình đã off 14 ngày anh em nhé. 14 ngày. Đấy, thấy chưa? Thì chúng ta có thể là ấn vào liên kết. À, ngon lành cành nào luôn. Và liên kết thì nó sẽ được những cái đặc quyền gì? Bởi vì là con ác bổ củi của mình, anh em biết là mình đã nạp vào đấy khớ khớ rồi đấy, 5-6 củ rồi đúng không? Thì anh em sẽ biết là mình đã có nạp cái thẻ trọn đời. Thì ở server mới này của mình, nếu như mình ấn liên kết vào đây một phát thôi là mình cũng sẽ kế thừa được cái thẻ trọn đời. Mà cái con ác mới này mình không cần nạp một cái gì. Liên kết luôn nha, đây, liên kết xong không thể đổi. Nên là anh em hết sức là lưu ý này, nếu như mà anh em xác định chơi ở server đấy rồi thì chúng ta mới ấn liên kết, còn nếu không thì thôi, chờ đợi server nào mà anh em chắc chắn ấy, nếu không thì nó lại lãng phí. Rồi, xác nhận luôn nhá. Ok, anh em thấy chưa? Sau khi mà ấn liên kết xong thì chúng ta sẽ có được một cái dương cảnh giới anh em ạ. Cái dương cảnh giới này thì chúng ta sẽ đặt những level nhất định này thì mình sẽ mở khóa những cái tính năng A phần quà. Ồ, rất là nhiều tiên ngọc nha. Còn thêm cả cái luân hồi huyền ngọc này này. Đây, anh em này. Cái luân hồi huyền ngọc này để làm gì? Ở trong cái phần tiệm tu lại có thể dùng để mua được. Ồ, anh em thấy không? Mua được rất là nhiều đào luôn. Mua được cả bình này. Thậm chí là có cả phù thiên diễn, có cả cái ngự linh thạch này. Oh my god, có cả đây, ấn ký nữa. Ồ, hòn phết anh em ạ. Ấy, nên là nhiều anh em bảo là tại sao ông này chơi VIP không ở server mới mà ông ấy khỏe thế, thì anh em cần lưu ý. Và bây giờ game nó có cái tính năng chuyển thế tu lại nên rất có thể là các ông đấy đã liên kết kế thừa cái thẻ trọn đời. Đấy, anh em thấy chưa? Hoàn toàn là có thể kích hoạt được luôn anh em nhá. À, phải hoàn thành 18 nhiệm vụ nữa thì mình mới có thể được kích hoạt được cơ. Đây, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào làm nhiệm vụ luôn anh em nhá. Đấy, trong lúc chờ đợi thì làm nhiệm vụ thôi. 18 nhiệm vụ nó cũng rất là nhanh anh em ạ. Anh em lưu ý nhá, với cái tính năng này thì đối với những ông nào mà nhảy server á thì hãy để cho con ác đấy nó off xong thì chúng ta mới liên kết nha anh em. Tức là anh em phải để cho nó off 14 ngày đi, bởi vì cái sự kiện này nó chỉ diễn ra trong vòng một tuần thôi anh em ạ. Một tuần đầu mở thôi, một tuần đầu mở server mới anh em nhá. Rồi, thời gian diễn ra đâu nhỉ? Lúc nãy mình vừa thấy thời gian nó diễn ra ở đây mà bây giờ nó lại mất tâm mất tích đâu nhỉ? Nói chung là chỉ trong một tuần thôi, nếu không là nó sẽ biến mất đấy. Nếu như anh em không liên kết là sẽ biến mất. Thế cho nên là nhiều anh em mà sốt ruột chẳng hạn, khi cái ác cũ mà chưa off đủ 14 ngày nhảy luôn sang server mới thì nó hơi phí. Trong trường hợp mà anh em đã nạp cái thẻ trọn đời rồi thì thôi để cho nó off 14 ngày, sau đấy thì chơi server mới sau anh em nhá, thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ để cho anh em xem là nhận được cái thẻ trọn đời luôn nhá. Đấy, mà không cần phải nạp một tí nào luôn. Đấy, ngon lành cành nào không? À, nạp ở server cũ rồi. Cái này thì mình thấy là một tính năng hay. Bởi vì là anh em biết đấy, đầy trường hợp là nhảy server. Mình nói thật, bởi vì là chơi server cũ mà mình còn nhiều điều chưa biết đúng không? Nhiều điều chưa biết thì mình chơi mình thấy bị thọt quá. Thọt quá để nhảy sang server mới để làm lại cuộc đời. Kiểu kiểu là như vậy. Hoặc đơn giản là vì server cũ kiểu gây gua, chán quá thì bắt đầu sang server mới. Thực ra chia sẻ với anh em luôn là con ác bổ củi ấy tại sao mình tặng, vì là ở server cũ ấy cái server nát vách ở trường ra chửi nhau rồi thì kéo đoàn kết tí nào, đánh liên server các thứ thì ui rồi ôi đánh thì toàn thua, xong về chửi nhau mệt hết cả người. Xong ở trong đấy là còn một số thanh niên kiểu bị ảo game á, nghĩ mình là bố của game mà, cho nên là mình chán quá nên là mình mới tặng, chứ nếu không thì ngu gì dở hơi đâu mà lại tặng đi con ác đấy đúng không? Thì bởi vì là có ông anh bảo là cho mình xin luôn, cho anh xin luôn con ác đấy, anh vào anh trải nghiệm. Bảo ok luôn em,
tan server ấy rồi, nát bách cả trường. Thế là cho luôn. Chứ có phải là dở hơi đâu, tự nhiên mình vứt tiền qua cửa sổ thế đúng không? Đấy, nó là như vậy anh em nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm nốt mấy cái nhiệm vụ kia để nhận cái thẻ chọn đời cho anh em xem này. Cách 5 trang bị, không biết là được bao nhiêu nhiệm vụ rồi. Ok, tiếp tục nha. U là trời, thực ra nếu như mà ở server mới ấy, anh em mà có được cái thẻ chọn đời thì cũng ngon hơn thật. Chứ còn nếu như mà cái chay 100% thì cái tựa game này thì mình vất vả lắm. Nó khó lắm anh em ạ. Kiểu nó bị tốn thời gian ấy. Nguyên cái việc chặt cây này thôi đã lâu bách cả bìu rồi. Luôn đạt cấp 3 trên 4 này. Lâu thế. Ok kìa. Luôn này. Giờ bắt đầu đi chặt cây lại từ đầu. Thấy nhớ những cái ngày đầu tiên chặt cây quá anh em ạ. Kiểu nó bị háo hức ấy. Bây giờ chặt mãi thì nếu như mà không có thẻ chọn đời hay là thẻ tháng gì đấy thì chặt thì ôi dồi ôi, vãi nhái luôn, chán nản luôn anh em ạ. Ôi dồi, nhiều anh em mà kiểu là hết thẻ tháng rồi nhưng mà lười không nào ấy, thành ra là lười chặt cây hẳn luôn đúng không? Anh em nào mà trong trường hợp như thế để lại comment ở bên dưới đi, mình biết nhiều anh em như thế luôn á. Vượt ải à. Úi, ách. Ơ khoan. Đây 1.2 à. Chưa vượt bao nhiêu nhỉ? 151 nữa, nhiệm vụ nữa thì mới mở được tốc độ X2 à? Lâu không chơi cũng quên đấy. 1 à. 2 3. Hẹo không? Chắc là hẹo. Chắc là hẹo thôi. Một phẹt vào đầu. Ok, xong cái nhiệm vụ đấy này. Ồ, lên cây level 2 hả? Lên rồi, vừa nâng cấp xong. Chuyển thế tu lại để xem bao nhiêu nhiệm vụ rồi. Kích hoạt 7 nhiệm vụ nữa thôi anh em ơi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tiên thụ đạt level 2 à? Ách luôn. Đấy, để tí nữa nhận được xem thực hư là nó có kích hoạt được full những cái tính năng ở trong cái phần thẻ chọn đời đấy không anh em nhá. Hay là game nó bịp. Nào, làm nốt đi. Test cho anh em thực hư như thế nào, không nhờ anh em cứ tò mò mãi. Đây, chặt nào. Ôi ôi, khổ nhờ. Ra đạn đầu ấn phải gọi là mệt. Ôi dồi ôi luôn. À, tiên thụ mà. Tiên thụ. Ô, cái này tăng chỉ số này. Ok này. Thăng cấp luôn. Lên luôn đi. Đấy. Level 5 đúng không? Ok là level 5 luôn. 1.4 à? 1.4 thì đây. Ok. Đây là ải 1.3 đúng không? À, có bọc kích ngon luôn. Server mới mà không có bọc kích thì hơi khổ đấy. Ok. 1.4 vượt rồi này. Thôi vượt luôn ải này đi, vừa có cái bọc kích. Hy vọng là vượt qua được luôn. Bọc kích thêm phát nữa đi, không là thua. Ui dồi. Úi, đau chưa? Thôi xong, khả năng thua. Biết ngay mà. Không có bọc kích là thua. Chặt cây 10 lần à? Bao nhiêu nhiệm vụ của ta à? Chỉ số lên, ối ngon. Ôi à. Ô, chỉ số lên này. Tiếp tục. Úi dồi. Nào. Rồi ok. Nhận luôn. Cấp tiên thụ đạt level 3. Này thì dùng luôn đi, tăng tốc luôn đi chứ còn gì nữa. Xong nè. Ok. Ok, độ kiếp đến trung kỳ luôn anh em ạ. Vãi thật, chắc là phải qua hướng dẫn tân thủ nó mới cho nhận cái thẻ chọn đời đấy sao nhỉ? Cái thẻ chọn đời đấy thì ngon, lại cần thêm cái tính năng là reset linh thú nữa chứ. Ôi, nếu như anh em nào mà chơi ở server mới mà chơi về sau này bắt đầu mới thấy cái sự cần thiết của cái thẻ chọn đời. Đây, chuyển từ tu lại đây. Kích hoạt. Đó. Ngon thôi. Perfect luôn. Oh my god. Gói siêu hời. Gói siêu hời thẻ chọn đời đây rồi. Ta nhận luôn. Ui. Perfect. Không cần phải làm một xu đâu cả. Đấy. Kế thừa luôn từ server cũ mà. Hợp lý quá nhờ. Oh wow. Kinh đấy. Thế là có thêm cái thẻ chọn đời ngon không anh em? Một trong tính năng khá là hay ho của game anh em nhá. Thì nếu như anh em nào mà đã từng nạp thẻ chọn đời server cũ rồi
đúng không? Thì vẫn cứ con ác đấy, cứ tài khoản đấy, anh em chọn thêm một cái server mới nữa, miễn là cái con ác ở server cũ anh em off đủ 14 ngày đi. Sau đó bước sang ngày thứ 15 off đấy rồi, anh em nhảy vào con ác đấy và tạo một tài khoản ở server mới. Thế là ngon lành ngày nào bú luôn cái thẻ trọn đời anh em nhá. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về từ game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhá. Nếu như anh em muốn mình làm về nội dung gì, cứ để lại comment ở bên dưới nha. Bye bye.